chiến đấu bằng ý chí quyết tâm vì hòa bình thế giới. Khi chuông ngân vang cấp báo có hiểm nguy gì, họ sẽ đến bảo vệ chính nghĩa bằng những tài năng và mưu trí. Lòng dũng cảm dám đương đầu, chẳng sợ chỉ những gian khó, dù mình trong gai phía trước họ vẫn vững bước, luôn luôn đoàn kết sát cánh với nhau, một lòng vì chính nghĩa mà chiến đấu, sẽ mãi mãi bảo vệ hòa bình, tuyệt đời anh hùng, siêu cảnh sát đi chiến đấu bảo vệ hòa bình. Tập 1. Xuất phát, biệt đội siêu nhân nhí, siêu cảnh sát vô trí. Đấy đủ hết rồi dạ, hả? Dạ, tụi con tới dạ, rồi. Quân sinh viên. Các cậu đã gặp rất nhiều khó khăn khi bảo vệ thành phố xanh khi mình đi vắng ha. Hiện giờ mình đã quay trở lại, các cậu có thể tin tưởng vào mình. Cứ để mọi việc cho mình giải quyết nha. Vẫn tự cao y như mọi khi luôn. Cậu nói cái gì hả? Sammy lém lĩnh, cậu biết mình là giỏi nhất mà. Ý cậu là người giỏi gây rối nhất đó hả? Hả? Mình đảm bảo cậu còn giỏi khoe khoang bản thân hơn cả mình đó. Cái gì chứ? Cậu chỉ biết giả vờ thôi. Thưa quý ngài, mình mới là hoàn hảo. Cậu nói cái gì vậy hả? Sao? Mình nói sai sao? Bây giờ không phải là thời điểm để tranh cãi với nhau. Gần đây thành phố xanh bị một băng cướp bí ẩn tự xưng là băng nhóm côn trùng gây rối đó. Được trang bị sức mạnh siêu khủng, băng nhóm côn trùng này đã đánh cắp nhiều tài sản quý giá khắp nơi trong thành phố, gây ra nguy hiểm đối với người dân tại thành phố xanh này. Bọn chúng đánh cắp tài sản quý giá từ những người dân vô tội sao? Bọn chúng thật xấu xa. Chúng ta mau đi bắt bọn chúng ngay đi. Ha, băng nhóm côn trùng sao? Chắc chắn chúng sẽ nhận được bài học thích đáng. Các cậu đã sẵn sàng chưa? Đương nhiên rồi. Được rồi, chúng ta nhận được thông báo về một kẻ xấu xuất hiện tại khu vực S61. Biệt đội cảnh sát siêu nhân nhí, siêu cảnh sát mưu trí. Dạ có. Cùng lên đường bảo vệ thành phố xanh đi. Dạ có. Quân sư Chen. Siêu cảnh sát mưu trí. Biến hình. Biến hình. Sức mạnh công lý, kích hoạt. Siêu nhân vót tốc độ. Siêu nhân Sammy lém lĩnh. Siêu nhân Max can đảm. Siêu nhân Lucy tốt bụng. Biệt đội siêu nhân nhí, siêu cảnh sát mưu trí. Biệt đội siêu nhân nhí, siêu cảnh sát mưu trí, xuất phát. Wow, nhìn ngon quá đi. Chạy đi. Ta sẽ lấy hết số kẹo này. Lucy tốt bụng đi. Hiện giờ tên cướp đang phạm tội tại S62 đã phát hiện ăn cướp tại S62. Người dân đang chịu tổn thất lớn. Không được, phải bắt hắn ta ngay lập tức. Vô tốc độ, kế hoạch thế nào đây? Biệt đội siêu cảnh sát di chuyển tới S62. Chúng ta sẽ bao vây và bắt hắn ta lại. Tụi mình biết rồi. Kẹo ngọt, món ăn yêu thích của ta. Siêu cảnh sát mù trí. Chết rồi, phải trốn thôi. Ah!
Thủ phạm đang chạy trốn. Sammy lém lĩnh, Max can đảm, hãy chạy vào con hẻm phía sau để chặn đường hắn ta lại. Đã rõ. Đã rõ. Rồi, rồi. Dừng lại ngay, mọi chuyện kết thúc rồi kẻ cướp kẹo kia. Muốn bắt ta không dễ như vậy đâu. Cái gì vậy? Các người có thích kẹo ngọt của ta hay không? Phải nói là ta không cần chúng. Kẻ cướp kẹo ngọt kia, ngươi đã bị bắt. Cuối cùng các ngươi cũng tới rồi, biệt đội siêu cảnh sát mưu trí. Ngươi là kẻ nào? Ta chính là thủ lĩnh hắc ám Acteon, là người đứng đầu băng nhóm côn trùng. Mục đích của bọn ta chính là cướp tất cả mọi thứ trên thế giới này. Bọn ta sẽ lấy hết tất cả. Đúng vậy, đúng vậy. Ta sẽ không để cho các ngươi cản trở bọn ta. Giờ thì thức tỉnh đi nào, kẻ cướp kẹo ngọt. Chúng ta sẽ phải chiến đấu với con robot mới này. Siêu cảnh sát tuần tra Patrol Corps điện năng, sức mạnh công lý kích hoạt. Đại pháo tuần tra kích hoạt, cú đấm sấm sét. Sao ngươi dám làm vậy? Thêm kẹo ngọt nữa đây. Đã bị hư hỏng cánh tay phải và thân trên rồi. Hắn ta mạnh quá đi. Giờ thì tạm biệt nha. Coi chừng, việc này chưa kết thúc đâu. Siêu bác sĩ quân y Medicop quan năng. Giờ thì tới lúc chúng ta phản công rồi. Búa phản xạ kích hoạt. Búa phản xạ tấn công.
Tội phạm đã bị bắt. Biệt đội siêu cảnh sát Nhí lần này các ngươi đã thắng. Nhưng mà việc này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Vân tốc độ đã mất tích một thời gian rồi. Không biết có chuyện gì xảy ra với em ấy hay không? Có chuyện gì vậy chị? Chị đang lo lắng cho Vân. Vân tốc độ. Chị Suzy đáng yêu, Vân đã trở về rồi. Chị Suzy, lâu rồi không gặp ha. Vân tốc độ. Chị Suzy. Em đã ở đâu vậy hả? Chị lo cho em lắm đó. Em có biết hay không hả? Chị Suzy nghe em nói cái đã nè. Vì xảy ra một chút chuyện nên em phải rời đi một thời gian. Nhưng giờ em đã bình an trở về rồi nè. Em hứa đó nha, không được rời bỏ chị nữa đâu đó. Các cậu à, chúng ta ăn bánh chúc mừng cậu ấy đã trở lại đi. Hả? Wow! Nhìn ngon quá trời ạ. Nè vô tốc độ từ từ nào, không phải tranh nhau đâu. Nhưng mà nó ngon quá, em không có kiềm chế được nè. Nhìn kìa, em có đâu đó vô nè. Nè, ngừng lại đi mà. Nè, chị nói là ngừng lại mà. Nè, chị nói dừng lại. Chị nói dừng lại mà con. Chị Suzy ơi, nhìn chị mắc cười ghê luôn á. Nè, chị nói dừng lại ngay. Chị Suzy nhìn chị mắc cười thiệt á. Ôi trời ơi, thì cậu ấy tiêu đời rồi. Mình nghĩ bây giờ mọi thứ đã trở lại bình thường rồi đó. Vô tốc độ. Chị đã nói là ngừng lại mà. Ôi trời ơi, bây giờ mình cảm thấy mình đã thực sự trở về nhà.